Mời quý vị theo tôi xuống tầng hầm trong Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Dinh Gia Long. Và đây là lối thoát của ông Ngô Đình Diệm vào cái ngày mà cuộc đảo chính diễn ra năm 1963. Và cái đường hầm này được thiết kế bởi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, gồm có 6 phòng nhỏ, chiều cao là 2m2. Thì ở đây tôi phát hiện có một cái như này, dưới cái cầu thang một cái hồ chứa nước dự phòng. Đây. Và chúng tôi đi tiếp để xem ở dưới hầm này thì được thiết kế theo hình chữ chi và bê tông rất vững chắc. Thì ông Ngô Đình Diệm cho thiết kế cái hầm này sau cuộc đảo chính năm 62 bất thành. Và từ đây trở thành người bí mật, chỉ có gia đình đồng thống biết. Và trong cái sự kiện đảo chính năm 1963 thì ông đã dùng cái đường hầm này để thoát hiểm đi về nhà thờ Cha Tam. Nhưng mà cuối cùng thì ông cùng ông Ngô Đình Nhu đã bị sát hại. Và đây là phòng trưng bày một số hình ảnh tư liệu về cái giai đoạn Dinh Gia Long đang hoạt động với những cuộc biểu tình. Và đây là cái có phòng phát thanh để trong trường hợp bị đảo chính thì ông Ngô Đình Diệm dùng cái đài phát thanh dự phòng này để phát đi cái mệnh lệnh của mình. Và đây là cái bảng tổng số tiền để xây cái đường hầm này. Và đây dưới đường hầm mà có cái phần tiếp khách và được đặt vào ngày 1 tháng 11 năm 1963. Như vậy là dưới đường hầm này có phòng tiếp khách, có phòng đài phát thanh và có lối thoát hiểm để đi ra bên ngoài. Và đây là các cái chốt cửa rất cứng cáp. Và thử coi lên mặt đất thì đường hầm này sẽ dẫn ra đâu nhé. Và đây tôi đã ra khỏi mặt đất và lên đây chúng tôi sẽ thấy được cái nắp của miệng đường hầm. Đây đường hầm và nhìn ra Dinh Gia Long phía sau Dinh. Và nếu bình thường thì chúng ta sẽ không biết đây là cửa thoát hiểm của Dinh Gia Long trong thời gian của ông Ngô Đình Diệm tại chức.